Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổng kết hoạt động năm 2022 với sự tham dự của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, tổng doanh thu từ xổ số của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt trên 5.691 tỷ đồng, tăng 10,4% so với kế hoạch được giao. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt 98,8% một năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 652 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng. Năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh đã dành gần 5 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Năm 2023, công ty phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước 1.535 tỷ đồng, đưa tỷ lệ tiêu thụ bình quân luôn đạt từ 98% trở lên. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh tiếp tục nghiên cứu các phương pháp kỹ thuật tiên tiến hiện đại nhằm cải tiến chất lượng và hình ảnh, chống làm giả vé số.